Cô và tất cả chị em các bạn à, như chị Hoa đã giới thiệu thì được đầu uh, nhóm Bạch Dương uh, định uh, thảo luận về cung 7. Tuy nhiên là à uh, thấy đấy cũng là lý do mà cháu em có mặt ở trong nhóm Bạch Dương. Thế nhưng mà sau uh, thấy nhóm Bạch Dương cũng không có nhiều vấn đề của cung 7 lắm nên mới chuyển sang là cung 6. Em mà thật ra thì khi xem xét lại cái lá số tiến trình uh, của bản thân thì uh, cháu em cái có cái mặt trời nó đang đi vào Bạch Dương bắt đầu đi vào Bạch Dương thì có thể đấy là một cái lý do đằng sau mà từ năm ngoái đến năm nay tham gia về nhóm Bạch Dương và sau đây thì à, à, xin được bắt đầu thế thì Bạch Dương và và cung sáu nó liên quan như thế nào thì chúng ta cũng biết là chủ tinh ngoại môn của Bạch Dương là sao hỏa truyền dẫn cung sáu rồi thì tuy nhiên trong cái webinar chiêm tinh học nội môn của cô Eva Smith ấy, thì lại có một cái thông tin rất là đáng chú ý rất là thú vị cô nói là bạch dương truyền dẫn cung 1, 6 và 7. đấy vì vậy bạch uh, sao hỏa và bạch dương song hành với nhau và rất khó để tách bạch dương và sao hỏa ra. À, cô có nói thêm là thực ra đó là một trong số ít các dấu hiệu truyền dẫn ba cung tức là bạch dương ấy là truyền dẫn ba cung Chân sư Tây Tạng trong một số trường hợp chỉ cho chúng ta một cung và trong những trường hợp khác ngài cho chúng ta biết hai cung, tức là có những cái dấu hiệu hoàng đạo truyền dẫn một cung, truyền dẫn hai cung. Nhưng ở Bạch Dương, ngài cho chúng ta đến ba cung. Và đó là cung 1, 6 và 7. Cung 6 nổi bật nhất. Đó cũng là cung mà hầu hết mọi người phản ứng và đáp lượng ứng lại bởi vì nó được truyền dẫn bởi sao hỏa và sao hỏa rất chuyển động thẳng tiến. Nó thúc đẩy và hung hoang có một tính chất rất cung sáu chủ tinh sa hỏa làm dấu hiệu à, một hiệu ứng mạnh mẽ với bạch dương thế thì à, cháu em cũng thử tìm ở trong sách chân sư xem là có cái chỗ nào mà chân sư nói là dấu hiệu bạch dương truyền dẫn cung sáu nhưng mà cũng chưa tìm được ra thế Tuy nhiên thì cái điểm này thì mặc dù cô cũng nói rất là chắc chắn ở trong webinar như vậy rồi thì cũng đáng để chúng ta suy ngẫm và để tìm hiểu thêm và đây cũng là à, một cái lý do rất là đúng đắn để Hôm nay chúng ta tìm hiểu về ảo cảm cung sáu. Sorry siêu một chút là cái cái màn hình này đang là cái màn hình view không phải của con người xem. Có phải nó đang ở trong cái màn hình của người trình bày đúng không? Đúng rồi màn hình của người trình bày. À okay. hơi không sao cả. Em muốn trao à, lên thì cũng được hoặc thì... Mọi người thấy như này đúng rồi đúng không? OK đúng rồi. OK. và đấy cũng là cái lý do để hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ảo cảm cung sáu và như chú kiệt cũng đã chia sẻ về khái niệm về ảo cảm thì chúng ta được biết là ảo cảm cung sáu ở trong cuốn ảo cảm với vấn đề thế giới thì đây là các ảo cảm mà chân sư đã liệt kê ra thì cũng xin được đọc lại một lượt để mọi người có một cái cảm nhận nào đó ý niệm nào đó về cái ảo cảm của cung sáu và tất nhiên là chúng ta sẽ không đi vào chi tiết à, về cái việc bình giảng sách chân sư bởi vì như chú cũng đã có lần chia sẻ để mà bình giảng trên sách chân sư thì phải đòi hỏi những người à, rất uyên thâm như thầy hiệu trưởng chúng ta và thậm chí là cái webinar hay là cái, cái bình giảng của thầy hiệu trưởng về sách chân sư ấy, là chúng ta cũng phải cần đến người để bình giảng lại cái cái phần bình giảng của thầy hiệu trưởng. Như cái phần của của hy vọng rằng nhóm chúng ta sẽ được chú minh uh, chất mới chia sẻ thêm ở những cái buổi sau. Thế còn những cái ảo cảm cung sáu thì mọi người có thể hình dung là à, như sau: ảo cảm của sự sung kính này, ảo cảm về sự gắn bó vào hình tướng và con người, ảo cảm về chủ nghĩa lý tưởng, ảo cảm về sự trung thành, ảo cảm về các tín điều ảo cảm về đáp ứng với cảm xúc, ảo cảm của sự đa cảm, ảo cảm về sự can thiệp, ảo cảm về các cặp đối lập thấp, ảo cảm về các đấng cứu thế và các huấn sư, ảo cảm do nhãn quang hẹp hòi, ảo cảm về sự cuồng tín. Thì đâu đó chúng ta cảm nhận được những cái, cái tính chất của cung sáu rồi cũng, cũng như là của bạch dương như là có cái gì đó nó cũng cảm xúc này rồi hay là À, có cái sự à, 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 sùng kính hay là cuồng tín vào một cái vấn đề gì đó thì à, có lẽ là chúng ta sẽ đi vào à, chi tiết à, sau thế thì à, cũng nhưng mà à, buổi hôm trước thì cũng được sự gợi ý của chú à, về việc là chúng ta sẽ à, đi có thể đi phân tích các ảo cảm dựa trên các cái đặc điểm tiêu cực của một cái dấu hiệu hoàng đạo hay một của cái hành tinh nào đó đối với con người thế thì đấy cũng là một cái cách tiếp cận có lẽ là nó sẽ dễ hiểu hơn và đây là cái cách mà hôm nay chúng ta sẽ lựa chọn để để khảo cứu à, thế thì nói về ảo cảm có những là cái nhận thức sai lệch về chân lý cái chân lý khi mà được uh, chúng ta tiếp nhận mà chúng ta đang có ảo cảm thì nó sẽ bị méo mó bởi vì chúng ta đồng hóa với cái vận cụ là thể cảm dục hoặc cái thể thấp của chúng ta à, ảo lực hoặc là, là về thể trí hạ trí về mặt chi tiết là ảo à, như chú vừa trình bày à, thế thì cái cái nhận thức chân lý là cái cột ở bên tay trái tạm giả định là những cái từ ngữ này nó đang thể hiện nó đang là đang là cái phẩm chất tốt đẹp của của người, người cung sáu thì nó đại diện cho những cái nhận thức thuộc về chân lý à, nó đúng đắn và nó tốt đẹp và khi cái nhận thức chân lý này được truyền xuống thì với cái vận cụ mà nó còn chưa được thanh luyện nó chưa được phát triển đúng mực thì những cái nhận thức này nó sẽ bị thoái hóa và nó trở thành những nhận thức sai lệch méo mó mà chúng ta gọi là ảo cảm thế vậy ảo cảm cung sáu nó thực ra nó cũng xuất phát từ cùng một cái dòng năng lượng à, cung sáu đấy thôi đến với với con người chúng ta nhưng vì cái vận cụ nó kém tiến hóa nó mới sinh ra cái ảo cảm chứ còn năng lượng thì vốn nó là trung tính thế nếu giả định chúng ta có một cái vận cụ tốt hơn chúng ta là một người giác ngộ thì cái nhận thức của chúng ta về năng lượng cung sáu nó sẽ phải là ở cái cột bên trái đó là nhận thức về chân lý hoặc là những cái sự giác ngộ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng cái mục à, cái, cái đầu tiên là tràn đầy năng lượng cái phẩm tính tràn đầy năng lượng và nhiệt thành của người cung 6 ấy. Thì khi nó bị thoái hóa thì nó trở thành là thiếu kiên nhẫn và nóng nảy. Thì chúng ta thấy ở người Bạch Dương có một cái ảo cảm này rất là rõ. Rất là muốn làm rất nhiều vấn đề và 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 muốn làm nhanh chóng, không không thể đợi được và 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 nóng nảy để để mong nó, nó nó biến nó thành hiện thực. Cái uh, dòng thứ hai là về cái phẩm chất về can đảm và dũng cảm cũng là người cung sống, một người chiến binh lúc nào cũng cũng rất là can đảm dũng cảm thì khi nó thoái hóa nó trở thành nó cái sự hung hăng à, liều lĩnh dại dột thứ ba là khuynh hướng hành động mạnh mẽ thì nó khi thoái hóa nó trở thành một cái cái dạng ảo cảm là bốc đồng thiếu suy nghĩ hoặc là thậm chí nếu mà đi vào chi tiết như chú vừa giải thích nó có thể là ảo lực nó không Messi nó không có ăn kinh không có suy nghĩ gì cả thứ tư là những cái nhận thức về niềm tin về sùng kính về tinh thần hay lý tưởng về tinh thần à, nó gì là cái gì rất là cao đẹp thì nó sẽ chuyển thành một cái sự sùng tín mù quáng và cuồng tín thì những người cung sáu là có một cái cái sự sùng tín mù quáng đôi khi nó nó rất là lớn và và chúng ta có thể chứng kiến ở trong lịch sử cũng cho như cho đến ngày nay cái điều này nó vẫn diễn ra tí nữa chúng ta sẽ có một vài cái khảo sát ví dụ thực tế để để minh chứng cho cái vấn đề này cái phẩm tính phẩm chất thứ năm đó là tình yêu thực đế hay khát vọng tinh thần thì khi mà nó trở thành ảo cảm thì nó là một cái tình yêu cuồng nhiệt hay một cái tình yêu ích kỷ hay cái tình yêu ghen tuông điều này chúng ta cũng thấy nó rất phổ biến ở trong xã hội con người chúng ta khi mà yêu ai đó thì ta yêu rất cuồng nhiệt và kể cả nói về yêu cái người khác phái hay là yêu một cái 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 thần tượng của chúng ta và và cái tình yêu đó nó chứa rất nhiều cái ích kỷ và uh, nó có sự ghen tuông rất là lớn ở trong đó thì đấy là những cái ảo uh, cảm mà chúng ta có thể nhận biết uh, rất là rõ ràng hay là một trong cái phẩm tính rất là nổi bật của cung sáu người cung sáu uh, đấy là hy sinh và vô kỷ vị tha tức là những người À, cung sáu có khả năng là họ họ hy si sinh bản thân bởi vì họ à, hướng tới những cái những cái đối tượng mà mà theo lý tưởng của họ họ có thể hoàn toàn là hy sinh bản thân mình một cách vô kỷ và vị tha họ không còn chú ý bản thân mình nữa họ chú ý đến cái lý tưởng cao đẹp đấy thế nhưng mà khi mà nó bị biến dạng méo mó thì nó lại trở thành một cái à, sự tự hủy hoại hay là tình yêu chiếm hữu tức là hy sinh vì một cái cái cao đẹp thì nó khác bây giờ lại là tự hủy hoại bản thân mình hay là những người khác vì một cái một cái tín điều nào đó hay là họ yêu thì họ phải sở hữu chứ họ không phải là một cái tình yêu vô kỳ vị tha họ họ yêu ai đó và họ muốn chiếm hữu cái người đó phải cái người đó phải là của họ chứ không phải là à, không không thể là của người khác được hoặc là à, một cái điều gì đó họ yêu thích thì cái điều đó phải là của họ cái điểm tiếp theo phẩm tính tiếp theo là nhất tâm người cung sáu có một cái đặc tính rất nổi bật đấy là nhất tâm họ làm gì họ, họ họ, chuyên tâm vào cái đó và họ chỉ làm cái đó thôi và họ quyết làm đến cuối cùng thì cái điều này là một cái nhận thức rất là tốt đẹp nhưng mà khi nó trở thành ảo cảm cung sáu thì nó biến thành thành kiến à, hay là tiếng pháp có cái từ là fix id à, cái quan niệm rất là hẹp hòi hạn hẹp và cung 6 là như vậy. À, khi mà à, cái à, cái 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 con mắt, cái cái nhận thức của con người chúng ta à, nó bị cái năng lượng thuộc cái dạng là đi vào một con đường hẹp nhất tâm chẳng hạn, thì bề mặt tích cực thì nó giúp cho chúng ta đi, ví dụ con đường đạo chúng ta nhất nhất tâm chúng ta đi rất là tiến bộ và đi rất là à, tiến được à, à, nhanh chóng như thế nhưng mà À, nếu mà xét về cái 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 ảo cảm ấy, thì nó lại khiến cho chúng ta nếu chúng ta đã có một cái quan niệm gì đó hẹp hòi rồi ấy, thì chúng ta cứ giữ mãi cái quan điểm đấy hoặc là chúng ta thành kiến với những người có quan điểm khác thì đấy cũng là một cái đặc trưng của cái cái ảo cảm cũng sau những người mà bị cái điều này chi phối thì um, họ sẽ uh, luôn luôn là coi những cái gì quan niệm lý tưởng của họ là đúng đắn thế còn những cái 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 quan niệm của cái trường phái khác của, của của nơi khác mà nó trái ngược thế hoặc là nó không đúng thế không giống thế thì là đều sai cả thì chỉ có họ là đúng thôi cái điểm cuối cùng được xem xét ở đây ý, là cái phẩm chất là không nản trí và không nản lòng à, thì cái điều này là một những cái đặc điểm rất là à, là lớn ở cung sáu và và người bạch dương thì cũng như vậy thế nhưng mà khi nó trở thành ảo cảm thoái hóa thì nó trở thành là À, một cái người rất là cứng đầu, em con 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 cừu rất là cứng đầu và thậm chí là nó, nó bám chấp đến mức như là dai như điểm tức là khi nào mà nó đạt cái được cái mục đích của nó thì thôi, chứ nó không thể dễ từ bỏ. Đấy thì cùng một cái cái năng lượng cung sáu, nhưng khi nó truyền dẫn xuống thì à, chúng ta thấy được hai mặt của của một vấn đề, một mặt bên tay trái là à, cái thẩm tính tích cực ở bên trên cao. À, còn cái bên tay phải đó là đối cực thấp của 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 năng lượng cung 6 và chúng ta có thể gọi nó là à, ảo cảm cung 6 bằng những cái từ ngữ à, nó dễ hiểu hơn và đây là một vài cái ví dụ xin được à, chia sẻ với à, mọi người trên cái à, cái cái cảm nghiệm cá nhân thôi à, ở đây chúng ta có một cái nhật vật trương phi trong truyện à, tám quốc diễn nghĩa thì mọi người đều biết trương phi là một anh hùng và ông có một cái phẩm chất đó là rất là nổi bật đó là cái sự vô ý không sợ hãi một sự can đảm và dũng cảm là hiếm có trên cái cầu trường bản mà ông khi mà ông à, ngăn chặn quân của Tào Tháo tiến công mà ông chỉ một tiếng thét và một mình ông một mình một ngựa mà ông có thể không sợ hãi mà ông có thể thét lên mà dừng cả một đoàn quân một vạn quân như thế thì đấy là một cái sự một cái phẩm tính rất nổi bật của của người cung sáu thế nhưng mà cũng là Trương Phi. Thì khi mà Quan Công bị chết và ông 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 rất là buồn vì việc đó và ông uống rất ông uống rất nhiều rượu mà ông không cùng kiểm soát được bản thân mình nữa. Thì lúc đấy là là nó thể hiện một cái bản chất khác. Lúc đấy ông rất là giận dữ và có những cái hành động bốc đồng rất là thiếu suy nghĩ. Là chúng ta thấy đây là rất giống Bạch Dương đúng không ạ? Bạch Bạch Dương mà 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 ở cấp độ chưa phát triển và ông sẵn sàng là ông xúc phạm người khác và cái này nó lên đến cao trào khi mà ông xúc phạm những cái người quân lính ở dưới dưới quyền của mình ấy đến nỗi họ không thể chịu được và họ đợi đến lúc mà ông ngủ say rồi thì họ ra họ chém đầu ông thì đấy là một um, cái cái bức tranh uh, rất là khác biệt của một cái người mà phẩm tính cung sáu uh, theo uh, cháu em là rất điển hình và ở hai cái thái cực uh, rất là khác nhau và chúng ta có thể nhìn thấy là ở một cái trạng thái không có tỉnh táo khi mà say rượu rồi cảm xúc bị chi phối một cái nỗi buồn nó lấn áp và không còn suy nghĩ được như thông thường thì nó bộc phát ra những cái đặc tính xấu của cung sáu và đó chính là ảo cảm và một cái ví dụ tiếp theo về cái ảo cảm à, à, sung kính thì bên tay trái chúng ta có thể thấy là hình ảnh của Đức Christ khi mà Ngài tại khu vườn Getsemane Ngài đang khấn nguyện tới đấng cha, đấng hành tinh thượng đế của chúng ta. À, đó là một cái sự sùng kính tinh thần, à, một cái tấm gương và một cái ví dụ không còn cái cái ví dụ nào hay hơn về cái 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 đức sùng kính. Thì đó là một cái cái giá trị rất là cao về tinh thần. Thế nhưng mà khi à, nó bị thoái hóa, thì là cái bức tranh ở bên tay phải nó cho thấy cái sự ghê gớm của của cái sự cuồng tín của sự sung tín mù quáng như thế nào thì trong chuốt lịch sử của giáo hội thì những người đi theo đức Christ đấy mà à, chúa Giêsu đấy thì sau đó nó đã bị thoái hóa và nó sẽ nó đã bị nhiễm nhuốm màu cung sáu rất là nhiều và đối với những cái người mà à, chấp hành hoặc là những người thực hiện cái điều đó thì nó còn biến dạng thì rất là ghê gớm điển hình là vào cuối thế kỷ 16 khi mà các tòa án dị giáo ở Roma hay là ở Tây Ban Nha ở, ở một vài nơi thì người ta đã thực hiện những cái cái sự cuồng tín này đến mức là rất là dã man tất cả những người nào mà không theo um, Thiên Chúa giáo thì họ coi đấy là dị giáo những người theo giáo phái khác này, họ coi đấy là dị giáo và họ có thể kết tội là là dị giáo và họ um, à, đưa lên giàn hỏa thiêu hoặc họ à, xử uh, tử rất là dã man rất là ghê gớm thì đây là một cái sự cuồng tín một cái ảo cảm rõ ràng của cung sáu tức là những người không theo ta thì tức là chống lại ta thì thì cái cái điểm này ngày nay nó vẫn còn khi mà mọi người thấy rằng là những có những cái uh, những cái giáo phái mà nó phát động mà uh, chiến tranh khủng bố thì cái sự cuồng tín nó rất là khủng khiếp À, ảo cảm cũng xấu còn còn ở nên lỏi vào những cái chủ nghĩa lý tưởng à, ngày nay nữa ở bên tay trái chúng ta có một cái chủ nghĩa lý tưởng tinh thần um, tuyệt hảo tuyệt vời khi mà những đại diện của các cái trường phái lớn như là đức phật hay là đức christ thì đều nhấn mạnh đến cái uh, tinh thần uh, chung cho toàn nhân loại không phân biệt là đối tượng nào hay là trường phái nào tất cả à, mọi người à, thì đấy là một cái lý tưởng tinh thần à, chung vì vì một cái lớn rất là vĩ đại và còn hơn thế nữa nghe chúng ta không thể khảo sát được hết nhưng mà còn bên tay phải thì đây là một cái trường hợp à, cái chủ nghĩa tinh cái cái lý tưởng tinh thần này ấy, nó biến thành một cái tình yêu à, cuồng tín của một những cái người fan hâm mộ và nó dẫn tới những cái hành động rất là khủng khiếp. Thì chúng ta biết rằng John Lennon là một trong những thần tượng của uh, của của xã hội trong những cái thập niên trăm uh, 1980 1970 thì uh, thậm chí người có nhiều người còn coi ông là vĩ đại hơn cả Chúa Jesus uh, trong cái cuộc cái phỏng vấn ở năm 1166 uh, Nó nó thể hiện cái điều đó thế thì trong số những người fan hâm mộ của ông ấy thì có một cái người là rất hâm mộ là Chepman và cuối cùng là đi đến ám sát John Lennon và khi mà được uh, thẩm vấn thì người này mới trả lời là gì là vì John Lennon vĩ đại hơn Chúa Giêsu nên hắn giết John Lennon để khiến cho John Lennon là của riêng hắn thì cái điều này chúng ta thấy rõ ràng là một cái ảo cả mà mà nó cái ảo cảm này nó nó rất là dày đặc và nó nó khiến cho người ta không suy nghĩ một cách mù quáng nữa. nếu chúng ta nhìn nhận thì chúng ta thấy là nó rất là mù quáng đúng không ạ làm sao một người lại có thể thể suy nghĩ như thế được thế nhưng mà khi người ta yêu yêu quá yêu thần tượng người ta quá và người ta bị biến dạng về mặt tâm lý trong tâm lý của người ta thì nó sẽ dẫn tới những hành động như vậy và cái điều này là không phải là duy nhất và chúng ta thấy chứng kiến là nhiều cái trường hợp này như thế này và đây là một cái ví dụ nó mang tính gọi là mang tính uh, uh, nó 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 hơi bị uh, extreme có nghĩa là nó nó hơi bị đến đến tột cùng ấy tức là thể hiện cái cái cả ảo cảm nó cao độ đến cực cùng tuy nhiên là giữa cái cái tột cùng đấy với cái ít hơn đấy thì nó có rất nhiều cái cái trạng thái ở giữa và chúng ta có thể thấy cái tình yêu cuồng tín nó sẽ dẫn tới những cái um, kết cục như thế nào À, có một cái à cảm tiếp theo à, cũng cũng rất là đáng để chúng ta xem xét đấy là à, cái thái độ cái cái nhận thức tinh thần về hy sinh về vô kỷ vị tha thì chúng ta có thể thấy là trong à, những cái vị huấn sư những cái vị thầy đi trước hy sinh như thế nào thế còn trong cái đời thường chúng ta cũng thấy là kể cả những người trong đời thường những bác sĩ ở trong covid hay là những người lính cứu hỏa khi mà người ta lao mình vào biển lửa để cứu người mà ta lúc đấy người ta không nghĩ gì đến cái 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 sống cái chết của người ta đấy thì là một cái sự hy sinh vô kỳ thế nhưng mà khi mà cái năng lượng này nó bị biến dạng và nó méo mó ở dạng ảo cảm cung sáu thì nó sẽ trở thành một cái sự tự hủy hoại và một sự chiếm hữu điển hình trong lịch sử đây cũng là một cái ví dụ uh, uh, đi đến uh, gọi là mức độ cao cao nhất tột cùng của cái cái ảo cảm đó là vụ tự sát tập thể của 918 người thuộc giáo phái của Jim Jones vào ngày 18 tháng 1 năm 1978 thì cái ông Jim Jones này là một cái người điển hình cung sáu và ở đó trong các cái slide của các cô à, trong các webinar thì cũng có nhắc tới thế mà ông thành lập được một cái giáo phái và rất nhiều người ủng hộ bởi chúng ta biết là cung sáu khi mà đối với quần chúng là một cái cung mà rất uh, lôi cuốn, cuốn hút được cái bài tài hùng biện và lôi cuốn được nhiều người đi theo. Thế nhưng mà ông này thì thực sự là bị một cái ảo cảm cung sáu rất là mạnh. Và ông ấy cho rằng những cái tín đồ của ông ấy là phải đi theo ông ấy, và phải theo cái kiểu của ông ấy. Đến mức là sau khi nó đã ảnh hưởng được vượt ra ngoài nước Mỹ rồi thì những người này mới thành lập cái 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 giáo đoàn ở ở Nam Mỹ. Và tại đó. Thì ông Jim Jones này giống như bóng vua ấy. Và ông. Uh, cái đấy là một vùng đất biệt lập trong rừng. Và ông dựng lên những cái tường rào. Và có bảo vệ. Tất cả những người mà. Vào đó rồi ấy. Là. Uh, là sinh hoạt tôn giáo rồi là. Là không có ra được. Đấy, mà ra được là phải có cái được cái lệnh của ông ấy. Và cuối cùng là. dẫn đến cái vụ. Tự sát tập thể là theo là cái lệnh của ông ấy. Cả ông ấy cũng tự sát và toàn bộ những người ở trong đấy à, tự họ tự tử tự sát bằng nhiều cái cái đây là một cái ví dụ mà làm kinh hoàng nước Mỹ và thế giới lúc bây giờ là chúng ta nhắc lại cũng chỉ để để biết rằng là khi cái ảo cảm cung sáu chi phối con người ta thì à, nó sẽ xảy ra những cái sự kiện khủng khiếp và bi thương như thế nào cho cho nhân loại và cái điều này thì chân sư DK cũng đã nói rất là rõ, mà khi chúng ta đọc được cái lời của chân sư chúng ta ta mới thấy rằng à, đúng là như vậy. Cần nhớ rằng cung thứ sáu, khi nó cấu thành cung phàm ngã của một người hay một nhóm, có thể mang tính hủy diệt hơn nhiều so với cung thứ nhất. Vì không có nhiều minh chiết được tìm thấy, và vì nó hoạt động thông qua một loại ham muốn nào đó, nó đang đi theo con đường ít bị cản trở nhất đối với quần chúng, và do đó có thể dễ dàng tạo ra các hiệu ứng trên cõi trần hơn. Những người thuộc cung 6 cần được xử lý một cách cẩn thận. Vì họ quá tập trung vào một mục đích và đầy quá đầy ham muốn cá nhân và làn sóng tiến hóa đã diễn ra với loại người này trong một thời gian rất dài. Thế như vậy chỉ một đoạn ngắn thôi trong cuốn trên uh, tâm lý học nội môn tập 2 trang 144. Để triệt thân sư đã cho chúng ta thấy được cái bản mang tính hủy diệt của cung sáu của người cung sáu nó nó gây gớm hơn cả cung một cả. đấy bởi vì là là có lẽ là cung một thì nó còn có cái minh chiết để mà soi đường thế nhưng cung sáu thì nó thiếu cái điều đó vì vậy nó gây ra những hậu quả có thể hậu quả rất là khủng khiếp và vì sao cái lời khuyên là đối với những người thuộc cung sáu thì phải được xử lý một cách à, rất là cẩn thận là vì vậy. Đấy, bởi vì là chúng ta biết là trải qua 2.000 năm thời kỳ Song Ngư thì cung sáu uh, chiếm ưu thế và và cho đến ngày nay thì chúng ta vẫn còn rất nhiều người uh, đang uh, sở hữu cung sáu có thể là linh hồn cung sáu phạm ngã cung sáu, có thể cung sáu và nhưng mà một mặt khác thì cái câu cuối trên sư ừ, cũng nói rằng những phương pháp của cung sáu để tội lên ham muốn hiện thực hóa một lý tưởng là không thể thiếu và chúng ta thấy được cái cái những cái tích cực cái tiêu cực của cung sáu nó đều song hành và ngày nay thì cũng không thể thiếu vẫn cần cái phương pháp của cung sáu để mà có thể um, gợi lên ham muốn để hiện thực hóa một cái lý tưởng nào đó nên nếu như thiếu cái điều này thì cái lý tưởng cái ý tưởng thì cũng sẽ không thể thành hiện thực được và phân tích tất cả những cái điều này thì chúng ta sẽ đi đến cái giải pháp nào cho những cái ảo cảm cung sáu thì um, dĩ nhiên chúng ta được học ở trường mf chúng ta sẽ học được cái phương pháp à, giải tán nào cả à, xua tan nào cả à, à, có thể chủ kiệt cũng sẽ chia sẻ trong cái buổi tới à, và trong những cái bài học của khóa quy yêu thế nhưng mà một cách đơn giản thì chúng ta có thể xem xét vấn đề này à, đơn giản hơn như thế nào à, à, thì vừa nãy là chúng ta có cái chiều là từ nhận thức chân lý bị suy thoái bị 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 thoái hóa xuống thành ảo cảm cung sáu thì bây giờ giải pháp đơn giản là chúng ta chuyển ngược lại thôi chúng ta chuyển hóa tất cả những cái tính xấu này trở thành những cái đặc tính tốt đẹp của cung sáu thế như vậy là cái lý thuyết thì rất là đơn giản nhưng mà làm được thế nào để làm được điều đó thì đó là cả một quá trình để chúng ta cần phải nghiền ngẫm suy ngẫm và thực hành ở đây à, có một số cái gợi ý mà chúng ta cũng đã được học đó là dựa vào À, thủy tinh chủ tinh đội môn của à, bạch dương đối với, với cung bạch dương ở đây hay là à, thiên bình là một cái chủ một cái dấu hiệu đối nghịch với cả um, bạch dương để có thể cân bằng lại những cái yếu tố của của bạch dương vâng thế thì những người cung sáu à, cần được học những cái điều gì thì chúng ta có thể thấy ở trong sách uh, tâm lý học nội môn tập 1 trang 209. Đúc kết lại à, có lẽ là nếu mà tất cả dùng tất cả các cái đoạn sách khác nhau thì nó sẽ rất là dài nhưng mà chân sư đúc kết lại chúng ta cho chúng ta là tám cái từ này. Thì người cung sáu cần phải học đó là sức mạnh, sự hy sinh bản thân, sự thuần khiết, sự thật, lòng khoan dung, lương tri, sự thanh thản và sự cân bằng thì có lẽ tất cả tám cái cái điều này sẽ giúp cho người cung sáu vượt qua được cái cái ảo cảm của bản thân mình và chúng ta thấy rằng là nó có sẵn ở đây những cái phương tiện nó có sẵn ở đây chứ nó không phải là ở xa xôi đâu cả về sức mạnh sự hy sinh bản thân sự thuần khiết và sự thật đó là đó là cái đặc tính cao của của sao hỏa rồi nếu chúng ta có bạch dương chúng ta có sao hỏa chúng ta cung sáu chúng ta hoàn toàn là có thể phát huy đến cái điểm này Đấy, vậy thì chúng ta đã được học cái phương pháp của Raja Yoga có nghĩa là tập trung vào cái gì thì sẽ trở thành cái điều đó chúng ta hoàn toàn có thể tham thiền về sức mạnh về sự hy sinh về, về đức hy sinh về sự thuần khiết về sự thật thì như vậy chúng ta sẽ tiến tới được cái chỗ đó hay là chúng ta có thể áp dụng sao thủy đây chủ tinh nội môn của của Bạch Dương với cái mantra là tôi tiến tới và từ cõi trí tôi cai trị thì sao thủy như cái phần trên à, mọi người đã đã phân tích à, rất là là kỹ rồi Đấy thì em cũng rất là ấn tượng với cái cách mà chị Hoa sử dụng giao thủy đó là dừng lại đó dừng lại một nhịp để suy nghĩ để tham thiền xem là mình cần thiết để mình làm cái việc đó không thì đây chính là à, một cái, cái 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 lương chi mạnh mẽ mà sao thủy cung cấp sao thủy đồng thời cung cấp cho chúng ta về trí tuệ hạ trí cũng đồng thời cung cấp cho chúng ta về thượng trí hay là trực giác bồ đề nữa thao thao thủy thông qua tham thiền thì khi vận dụng được được sao thủy thì chúng ta sẽ tạo thành được cái cầu nối antakara với cả linh hồn của chúng ta thì như vậy thông qua đó chúng ta sẽ hiểu biết à, về mọi sự nó chân thật hơn và chúng ta nhận ra được ảo cảm của mình và và nhận ra được cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng trí tuệ để mà xua tan ảo cảm như thế nào? Mà đó, đó là chính là những cái à, giá trị mà chúng ta tận dụng được ở bài học này. Hay là như là với à, thiên bình, một dấu hiệu của sự cân bằng, à, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng à, những đặc tính cao của thiên bình ở đây để à, làm sao để cân bằng lại với những cái ảo cảm của à, cung sáu và đây là cũng là điều mà chân sư đi cây cũng đã ra. À, cũng đã viết ở trong cuốn nào cả ừ, à, một vấn đề của thế giới cũng như thầy hiệu trưởng đã bình giảng mà à, chú kiệt đã dịch à, qua các webinar à, 10 thì có một cái đoạn là à, sao kim hành tinh cung năm sẽ giúp xua tanảo cả đấy là cái cái cung năm và sao kim này có một cái giá trị rất lớn để giúp xua ảo cả và sao kim cũng là chủ tinh ngoại môn của à, thiên bình đấy ví dụ đấy như vậy là chúng ta à, có tất cả những cái điều đó ở đây rồi nếu chúng ta có sao kim trên lá số chúng ta có cung năm ở trong các thể hay chúng ta có thiên bình thì chúng ta đều có thể à, khai thác được cái năng lượng đó để chúng ta hóa giải được những cái ảo cảm của cung sáu và ở trong một cái đoạn à, trích dẫn phần trên thì chân sư cũng có viết thêm là những người khác có thể đạt được dễ dàng hơn bởi một lý tưởng và sau đó sẽ đặt cuộc sống và mong muốn cá nhân họ phụ thuộc vào lý tưởng đó ở đây chân sư đang nói tới những người cung sáu phân biệt với những người cung một với cung mấy ở bên trên ở các đoạn trên thì với người cung sáu ấy, là có thể đạt được dễ dàng hơn bởi một lý tưởng và sau đó đặt cuộc sống và mong muốn cá nhân của của mình ý, phụ thuộc vào cái lý tưởng đó vì cung sáu là cung của súng kính và lệ cung của súng tín và lý tưởng đúng không? Đấy, và những điều này đệ tử thuộc cung sáu làm việc một cách dễ dàng và anh ta nên cố gắng thực hiện điều này dạy cho mọi người nhận ra sự thật kiên định giữ vững lý tưởng trước mặt họ kiềm chế họ phô trương sự quan tâm quá hăng hái và cuộc tín trong nhu cầu của sự cố gắng lâu dài như vậy cái cái những cái từ keyword được lặp lại ở đây đấy là bản thân anh ta cũng như là anh ta có hướng dẫn cho người khác anh người cung sáu ấy, nhưng mà những hướng dẫn cho những người mà cũng là cung sáu như mình nhận ra được sự thật này bởi vì sự thật đối với người cung sáu rất là quan trọng nếu không có sự thật thì thì anh sùng kính một cái lý tưởng nhưng mà nó lại cuồng tín và nó lại cái lý tưởng đấy hạn hẹp và nó đi vào một cái ngõ cụt và và đi đến những cái điều rất là tai hại thì như vậy đầu tiên phải là nhận ra sự thật phải có sao thủy ở đây để nhận ra chân được sự thật để để biết đâu là cái lý tưởng đúng đắn để đi theo và phải kiên định giữ vững lý tưởng trước mắt họ và kiềm chế họ phô trương sự quan tâm quá hăng hái và cuồng tín chúng ta thấy đặc tính của bạch dương hay là sao hỏa đó là quá hăng hái và cuồng tín Đấy, và họ khi mà họ đã thích cái điều gì đó họ ham muốn làm điều gì đó thì có thể là họ họ làm đến gì thì hăng rất là hăng say và rất là mạnh mẽ à, và có cả cái sự phô trương nữa chẳng hạn đấy, nhưng mà cái 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 điều đó thì nó không không tốt khi mà nỗ lực trên đường đạo đó là một nỗ lực lâu dài và cái từ keyword ở đây chân sư dùng đấy là từ kiềm chế thì cái từ này ấy, khi mà chúng ta à, tìm hiểu thêm về cái công thức tích hợp cho người cung sáu thì nó là cái từ restraint là có dịch ra tiếng Việt là kiềm chế và chế ngự. Hôm nay chị Hoa trình bày thì em liên tưởng đó đến đến cái dây cương, cái dây trương mà chúng ta sử dụng để kiềm chế những con ngựa đen, con ngựa đen những cái cái mà chị Hoa đã giải thích ở bên trên rồi. Cái, cái, cái keyword ở đây là dùng cái 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 dây cương này, dây cương này có thể là từ sao thủy à, rồi v.v. Vất vất để kiềm chế thế thì trong sách ánh sáng của linh hồn một cuốn sách như khánh khánh mưu à khánh ơi em có thể mưu được không thế thì trong sách ánh sáng của linh hồn thì à, có rất nhiều cái mô tả khác nhau ngoài cái đoạn chị hoa đã trích dẫn thì à, có những cái từ chế ngự ở những cái câu khác mà chúng ta có thể tham khảo bởi vì chúng ta đang cần à, chế ngự cái sự à, bộc phát của cung sáu thì trong câu kinh số 13, ba đấy là cố gắng không mệt mỏi là thường xuyên chuyên chú chế ngự các biến thái của thể trí đấy đó chính là cái việc là chúng ta chế ngự các con ngựa đen đấy hay là cái, cái câu 11 ở trong quyển 2 quyển 3 khi đã có thói quen này và kiềm chế được khuynh hướng tạo hình tư tưởng của thể trí rốt cuộc hành giả có năng lực chiêm ngưỡng liên tục đấy như vậy là cái điều này nó lại liên kết với cái điều khác qua từ kiềm chế chế ngự hay là từ red chain ấy, vẫn là cái từ red chain này thôi thì chúng ta lại mở ra một cái à, một cái cái lĩnh vực à, khác về về tư tưởng mà rõ ràng là liên quan đến thủy tinh của của bạch dương ở đây và không chỉ là những người bạch dương mà mà tất cả những người khác thì chúng ta cũng cũng đều có thể áp dụng và đều có thể đều liên quan đến cái từ này nhưng mà từ này đặc biệt là dành cho người cung sọ có một câu kinh khác ở à, quyển 2 đấy là câu uh, số 51 khi chính trạng thái nhận thức này cũng được chế ngự hay là thay thế, hành giả đạt đến samadhi thuần tí. Thì đây là một cái đoạn mô tả rất là hay. Em cũng muốn trích lại đây để mọi người cùng được đọc. Để chúng ta thấy rằng khi một cái, cái sự chế ngự đúng đắn thì nó dẫn tới một cái sự hợp nhất với thế thượng đế nó như thế nào, nó đến mức như thế nào một thế giới mới mở ra trong đó y thấy tâm thức của mình là một với tất cả các năng lượng khác. Vâng cái điều này thì hoàn toàn là khác với cái cách của cung Sáu lúc ban đầu đúng không ạ? Ta chỉ có biết một một cái phạm vi hẹp hòi của mình thôi, nhưng đến cái lúc này khi mà cái sự chế ngự đó đã thành công và cái cái thậm chí những cái cái chế ngự ban đầu nó cũng được vượt qua nữa thì đó là một cái sự hợp nhất của tất cả các năng lượng. cái sự nhận thức của tất cả hay là những biểu lộ nhận hữu thức của sự sống thiêng liêng. Bức màn cuối cùng của ảo tưởng bị dẹp bỏ, y thực chất y thấy thực chất của đại tà thuyết chia rẽ và có thể nói theo lời của Đức Christ. Như vậy đoạn này là ảo tưởng bị dẹp bỏ. Cái đại tà thuyết chia rẽ bị chia rẽ thì em liên hệ đến cái đoạn chú kiệt vừa vừa trình bày xong. Đó là cái giai đoạn mà cái người điểm đạo đồ đã vượt qua được ảo tưởng và sẽ đạt cái điểm điểm đạo lần thứ tư khi mà vượt qua được cái ảo tưởng rồi. Thì đây chính là những lời của Đức Christ trong kinh Tân Ước. Con cũng không chỉ cầu nguyện cho những người này mà còn mong họ tỏ lời tin tưởng nơi con để tất cả họ có thể là một thư cha như ngài đang ở trong con và con đang ở trong ngài để họ cũng có thể là một với chúng ta để thế gian có thể tin rằng ngài đã sai con đến đây và nguồn vinh quang ngài đã ban cho con nay con trao cho họ để họ có thể là một thậm chí như chúng ta đang là một con trong họ và ngài trong con để họ có thể trở nên hoàn thiện trong hợp nhất và để thế gian có thể biết rằng ngài đã sai con và đã yêu thương họ như ngài đã yêu thương con. Một cái đoạn à lời của đức cry rất là hay để chúng ta suy nghĩ về sự hợp nhất và khi mà có một cái sự hợp nhất rồi thì chúng ta sẽ hình dung xem là à, đã phàm ngã tất nhiên cái sự hợp hợp nhất này nó có nhiều giai đoạn và chúng ta hãy tạm thời hình dung là là trước mắt chúng ta đi những người những sinh viên của mới Việt Nam hoặc những người học đạo tương tự hợp nhất với linh hồn à, thì sẽ như thế nào giả sử là bạn có một phàm ngã cung 6 và những người mà theo truyền thống về về đào tạo về huyền môn thì thường có cái cung hai cung linh hồn chẳng hạn thì cái sự kết hợp này nó như thế nào và chúng ta cùng đọc lại một cái đoạn à, của thầy hiệu trưởng giả định một cái sự hợp nhất của linh hồn cung 2 với phạm ngã cung 6 nó như thế nào để chúng ta thấy rằng khi năng lượng cung hai của linh hồn bao trùm hoa trộn năng lượng phàm ngã cung 6 thì cái người đó sẽ thể hiện ra cho thế giới này như thế nào và đó là sự thấu hiểu yêu thương được thể hiện bằng sự tận tâm và sự tự hy sinh hoàn toàn sự thấu hiểu yêu thương là của cung 2 và sự tận tâm và tự hy sinh hoàn toàn là của cung 6 tình yêu thương bao gồm rộng lớn làm chủ lòng trung thành và gắn bó theo cảm xúc hạn hẹp tình yêu thương của trái tim làm chủ cảm xúc của lân xa tùng thái dương tình yêu thương vô kỳ chiếm ưu thế nhưng tính nhạy cảm cá nhân vẫn được bảo tồn. Việc theo đuổi minh chết từ kiểu mẫu chi tiết của chân lý thuần kết được hỗ trợ bởi lòng nhiệt thành không ngừng nghỉ. Biểu hiện của tình yêu thương đối với tất cả trở thành một ý tưởng được theo đuổi một cách say mê. Sự khiêm tốn sâu sắc được hỗ trợ bởi sự sẵn sàng, tự hạ thấp bản thân. Có cam kết hoàn toàn về cảm xúc đối với cuộc sống cứu rỗi và cứu chuộc. Vâng ạ, mọi người có thể tham khảo thêm ở tài liệu về bảy cung, về về pip 3 mà nhóm đã đã đăng ở trên một chung đây cũng là cái phần cuối mà em xin trình bày xin cảm ơn cô chú và anh chị